làm con yêu hành vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kim tầm thấy vòng mẫu sanh làm ngã quỷ, không uống ăn tiều tùy hình hài mùng liên thấy vậy. Lo phẩm vẫn đem dân từ mẫu ấy đặng đỡ lòng cưng khổ bấy lâu, ai thấy con mẹ rất lo âu, ai tay tả che đầy hữu hậu bóng ăn lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa tới miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đằng đâu.
Phật mới bảo rõ ràng căn cội ấy rằng mẹ ông gông tội rất sâu ơi, giàu ông thần lẫn nhiệm màu ấy môn mình không thể ai cầu được đâu ấy. Lòng hiếu thảo của giàu lớn ấy, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên ấy, cũng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương ấy, cộng ba cõi sau phương tu tầm cũng không cho cứu đặng mang người phải nhờ thần lực của mười phương tăng pháp cư tế ta toàn giải nói ơi cho mọi người thoát khỏi ách nạn bèn kêu mùng thị đến gần cần thiên thi ai rằm tháng bảy là ngày thứ tư mười phương tăng đều giữ lễ này phải toàn sắm sửa chớ chạy thức ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sắm giường nằm nệm lót ấy cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu ai món ăn tinh sạch bảo màu đứng trong bình bát vọng cầu kính dân ai chư đại đức mười phương thù thực ấy trong bài đời sẽ đặng siêu thắng lại thêm cha mẹ hiền tiền ngày đặng nhờ phương lực tiêu khiên ách nàng vì ngày ấy thanh tăng đều đủ giàu ở đâu cũng tu hội về ấy như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não chăm về thiền nam hoằng người đắng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thỏa vô sanh hoặc người thọ hạ kinh hành ai chẳng ham quyền quy ấn danh tâm tòng hoặc người đăng lùng thông tấn phán ấy và những hàng duyên gia thành văn chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh đều trì giới răng thanh rất tình đạo đứng dày chánh định chân tâm mà tất cả
bậc thánh phàm đồng lòng thu lãnh bát cơm lục hoàng. Người nào có sắm ra vần thực đằng cúng dường tử tư tăng thời hiện tiền phụ mẫu của người bà con quyến thuộc thái đều nhờ ơn tham đò khổ chăng rằng ra khỏi cảnh thâm nhàn hướng thụ tự nhiên ấy như còn cha mẹ tiền nhờ đó cũng đặng bách niên thọ trường như cha mẹ bảy đời qua vàng sanh về cõi thiên cung mà người thời tuấn tố hình dung ấy hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân anh phần lại bảo mười phương tăng chúng ấy phải tuân theo thế thức sau này trước khi thụ từng đàn cháy phải cần chú nguyện cho người tính gia cầu thân thế mẹ cha thí chủ ấy định tâm thần quan đủ đừng quên cho xong ý định hành thiện mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng. Khi thụ dụng nên an vật thực trước phật đài hoặc tự tháp trung chư tăng chú nguyện viên dung mây sao rồi tự tiện thu dùng bữa trưa. Pháp cơ tế Phật vừa nói dứt ngay một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng. Mục liên cũng hên khóc thương rầu buồn ngày. Mục liên máu cũng trong ngày ấy kim khổ về ngã quỷ đường tan. Mục liên bành với phần rằng mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng ấy lại cũng nhờ oai thần tam bảo bằng chẳng thì nàng khổ khó ra như sao để tử xuân gia vô lan bồn phạm dùng mà độ sanh. Độ cha mẹ còn đương tài thế hoặc bay đời có thể đặng công. Phân rằng lời hỏi rất thông mây ta vừa muốn nói con trùng hỏi theo thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần tam công tể tướng bách quan ngày cùng hàng lê thứ vạn dân có
cõi trần. Như chi muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thân thế tình thâm an. Đến rằm tháng bảy mỗi năm ấy, sau khi kiến hạ chư tăng tử về chính ngày ấy, Phật đà hoan hỷ phải sắm sanh bách vị cơm canh. Đừng trong bình ba tinh anh ấy, chờ giờ tự thế chúng tăng cũng dường đặng cầu nguyện sống đường trường thọ. Chẳng ôm đau cùng chẳng khổ chi, cùng cầu thân thế đồng thầy, lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp mãi, lại xa lìa nạn khổ cực Phật tử ân cần ai hành tu hiếu thuận, phải cần phải chuyên ngay. Thường cầu nguyện thông huyên an hảo ấy, cùng bài đời phổ mẫu siêu sanh ấy, ngày rằm tháng bảy mỗi năm ấy, vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền. Lễ cứu tế chi thành sắm đặt ấy, ngõ cung dường chư Phật chư tăng ấy, ấy là bao đáp thù ân ấy, sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu. Đệ tử phần lo gìn giữ ai mới phải là thích tử thiền môn ai, vừa nghe dân pháp lang bồn môn sanh tử chung thấy đồng hỷ hoan ai. Một liên với bốn ban Phật tử ấy, nguyện một lòng tinh thu phụng hành, trước là trả nghĩa sinh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Mộng liên tôn giải thay phận tuyên hành, gầy vàng vừa gõ cửa ngục băng thanh, mọi người thoáng tội tình độ hóa sanh, phúc tuệ mãi an lành. Nam mô đại Nam mô đại hiếu mụng kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu mụng kiền liên Bồ Tát. Phật thuyết kinh bao hiếu phụ mẫu, tăng câu hỏi rất đông mê, tin ra tại số hạ
Bây giờ Phật mới lên đường ấy, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành đạo Bát Lô Đành rằng măng thấy núi thường khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi ấy, lại liền ba lại rồi rơi giòn hồng mà đứng a nan tối lòng mãi ngày ơi chẳng hiểu sao phần lại đóng chương vội vàng xin phần dạy tường. Phật rằng trong các môn đồ ấy, ngươi là đệ tử đứng đầu dạy công ấy, bởi chưa biết đụng trong cho rõ ấy, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dầm bấy lâu ấy, cho nên trong đó biết bao khốn hài, chẳng cũng có ông bà cha mẹ hoàng thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh ấy, lộn thân đời trước khi hài còn đây, ta lễ bái kính người tiền bối và ngắm ngồi vì nhớ kiếp xưa. Đồng xương hồn tạm chẳng vừa không phân trai gái bỏ bừa khó coi ai, ngươi chịu có xem soi cho kỹ phân làm hai bên nữ bên nam mà để cho phân biệt khúc phàm không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đừng a nan trong lòng tha thiết ngay biết làm sao phân biệt khỏi sai, ngài bèn xin phận chí bài vì khó chọn lựa gái trai lúc này còn sanh tiền dễ bề sắp đặt cách đứng đi ăn mặc phân minh chớ khi rã sát tiêu hình xưa ai như nay khó nhìn khó phân ấy, phẩm mới bảo đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cỡ chi đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra sanh con ba đâu. Tám hồng bông đấu sữa hòa nuôi con anh. Vì cớ ấy hao mòn thân thể
xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh anh. Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo phương pháp nào bảo hiểu sông thân Thế Tôn mới bảo lời rằng vì người ta sẽ phân trần khá nghe thân đàn bà nhiều bề cực nhọc sanh đặng con thập ngoạn cưu mang ngày tháng đầu thai đậu tở sương ngày mai chiều dình giữ sợ tan bất thường tháng thứ nhì dường như sữa đặc tháng thứ ba như cục huyết ngưng bốn tháng đã tượng ra hình năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng tháng thứ sáu lục căn đều đủ hay bảy tháng thì đủ bộ cốt xương ấy lại thêm đủ lỗ chân lông mới cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ ấy chính tháng thì đầy đủ bóng hình mười tháng thì đến kỳ sinh nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn bằng ngô nghênh làm buồn thân mẫu ấy nó vậy vùng đám quấu lung tung làm cho cha mẹ hái hùng sự đau sự khổ khôn cùng tỏ phân anh khi sản xuất muôn phần an lạc ngay cũng ví như được bạn được vàng ngay Thế Tôn lại báo điều thứ nhất giữ gìn thai giáo ai mười tháng trường châu đáo mọi bề thứ hai sanh đẻ gốm ghê chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần điều thứ ba thâm ân dưỡng ngay cực đến đâu bền vững chẳng lay thứ tư ăn đắng uống cay ai để dành bùi ngọt đủ đầy cho con anh điều thứ năm lại còn khi ngủ ai ước mẹ nằm có rau phần con ấy thứ sau bú sữa nhai cơm mai miệng con no ấm chẳng nhồm chẳng ghê điều thứ bảy công chế ô uế ơi dặn đồ chớ của trẻ không phiền riêng nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo điều thứ chín miệng con sung sướng dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam tính sao có
ham trao chuông ấy dành cho con các cuộc thánh nhà. Ngài thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sanh bằng thái sơn. Phần lại bảo Nan nên biết ngài trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người mười phần mê mỗi cả mười không tưởng ân trọng đức dày xong thân chẳng kinh mến quên ơn trái đứng ngày không xoan thương dưỡng dục cụ lao ấy là bao hiếu mặt giao ai về những người ấy đời nào nên thân an mẹ sanh con cứu mang mười tháng cực khổ giường gánh nặng trên vai uống ăn chẳng đặng về thai cho nên thân thể khi sanh sản hiểm nguy chi xiên sanh đặng rồi tinh huyết nhầm về ví như thọc huyết trâu về nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc mấy ăn đắng cay bùi ngõ phần con ngày phải tâm phải giặt rửa trôn biết rằng giờ giấy mẹ không ngại gì nằm phía con nằm phía ráo sợ cho con ương áo ước chăn khi ghé chốc khắp thân ắt con phải chịu trăm phần tham thương ai trọn ba năm bố nương sợ mẹ thân gầy mòn nào nể với con ấy khi con vừa được báo cho con vỡ lòng cho đi học mở thông trí huệ dựng vợ chồng có thế làm ăn ước mong con được nên thân ấy dầu cho cha mẹ cơ bần quan chi con đau ốm tưng thì lo chạy dầu tốn hao đến mây cũng đành khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm công dưỡng dục sanh bằng non biển cớ sao con chẳng biết ơn này hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuấn thì trở lại bài ngô ngang ơi hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt khinh trưởng huynh nộ nàng thế nhi bà con chẳng kể ra chi không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường lời dạy bảo sống đường không kể tiếng khuyên răn
anh chị chẳng màng trai ngang chống ban mọi đàn ra vào lui tới mắng càng ngược trên năng vì lỗ mạng tánh quen càng bướng ơi chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng lớn lên theo thói hung hăng đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung em bỏ bản lành theo cùng chúng giữa nên tầm quen làm sự trái ngang ai nghe lời dụ dỗ quân hoang bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người chưa còn tập theo thời theo thế thân lập thân tìm kế sanh nhai hoàng đi buồn bán kim lời hoàng vào quân linh bởi đời lầm không an về ràng bố đồng không mối nợ hoặc trở ngăn về vợ về con quên cha quên mẹ tình thâm quên xứ quên sở lâu năm không về ấy là nói những người có chi chớ phần nhiều vô ý mà thôi sau khi phá hên của rồi phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài theo trộm cơm hoặc là bài bản ấy phạm tội hình tù ráng phải vương ấy hoặc khi mang bệnh giữa đường không người nuôi dưỡng bó thân ngoài đồng hay tin giữ bà con cô bác cùng mẹ cha sao xác buồn rầu thương con than khóc âu sầu có khi mang bệnh đôi mù vẫn vương anh hoàng bệnh nặng vì thương quá lẽ phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn ơi hoặc nghe con chẳng lo lường trà đình tự điếm phố phường ngạo du âm cứ mãi mía với đồng bất chính chẳng mấy khi thần tình mổ khang làm cho cha mẹ than vang sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời hoàng cha mẹ đến hồi già yêu không ai nuôi điều ôm đau đói rách kêu riêu con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương anh phần con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa cần lao phụng dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi xong đến lúng tùng phu xuân gia lo bên chồng chẳng xa bên mình trước còn lại vãn đến thăm lần lần nguôi lanh biệt
nhàn. Quên dường dòng sống thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bổ cụ lao ấy làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng, chớ chi chồng đánh liên miên ấy thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than ấy. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng niệm giữ vai mang ấy, nghe Phật chi rõ mọi đàn ấy, trong hàng đại chúng lòng càng tham thai. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi ấy, đập vào mình vào mũi vào hông ấy, làm cho các lỗ chân lông mà thái đều rơm máu ướt đầm cả thân an. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn con quá thần tội nhân ấy, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc ấy, dù càng dường như nát như tan an. Tội tình có nỗi than vang ấy, làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu, trước Phật tiền ai cầu trần tổ, xin Thế Tôn mẫn cố bi lân. Làm sao bảo đảm thù ân ấy, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình, phần bèn dùng phạm thanh sáu món ấy, phần tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bao đáp cho vừa sức đâu, vì có người ân sâu dốc trả cộng mẹ cha tân cả hai vai. Dám tu gì nỗi chẳng sai, đến trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa, vì có người gặp cơn đói ré cây nuôi sống thân dẫn hết thân này. Xương nghiền thịt tan phân thay, trải trăm ngàn kiếm ân đây chưa đồng, vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình quen thúng sông người, chịu thân mồ tôi như vậy, đến trăm ngàn kiếm ân này thấm đau. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rung hên tâm can, huy ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết bao
trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì công dưỡng dục mà tự treo mình. Vì có người xương nghiền ra mở hoang dùng dao chặt bữa thân mình. Xương ta tỉnh chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người về công dưỡng dục mà nua sắn nông thâu ruộng thâu gan ai làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay đều kinh khủng mới dọn lễ tràng có nỗi cấm ngăn đồng thanh bánh phân lời rằng làm sao trả đặng ân thâm sống đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này. Các người muốn đám ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng cùng những tội lỗi xưa cũng vừa tam bảo sớm trưa cũng là tu phước chẳng chừa món chi ân. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tử thẩm phương tăng đều dự lễ này sắm sanh lễ vật đủ đầy chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân an đặng cầu nguyện sống đường trường thọ hoặc sanh về tịnh độ an nhàn ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải tụng kinh lại Phật pháp tam quy bậc nhất giới trai. Nhưng lời ta dạy hôm nay các người nhớ lấy từ đây vũng hành. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải sai. Trong năm đại tôi kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trong thai âm. Sau khi chết bị đày vào ngục mê ngủ vô gọi tỳ ngục này trong núi thiết vì văn phân bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy đốn tội nhân anh thái thành thang có lò nấu sẵn cho ta bấm hiếu nên mình thọ khổ lòng thịt ra máu đổ tràn lan lại có cho sắc căn gan phun ra coi lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có
giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó ra phòng thịnh thao quay. Móng bằng sắt thương đau gươm dao, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thế nát như như tương em. Nhưng hình phạt vô phương kể nay, mọi ngục đều có cánh trị riêng ấy, như là xe sắt phân thay, chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi lê. Nếu mà đắng chết liền đã đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân, chúng người đều phải ân cần thừa hành can vi phân trần khoáng trên an. Nhưng là phải kinh này in chém mơ truyền bá ra cho khắp đông tây, như ai chép một quyển này vi bằng đặng thấy môn vị thế tôn an. Nếu in được ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thay phần vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên ấy chư Phật ủng hộ như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại hóa sanh về cõi thiên cung, khi lời Phật giảng vừa xong, khám trong tứ chúng một lòng kính vâng. Lại phát nguyện thà thân này nang ra bụi cho muôn kiếp chân này, dầu cho kéo lưỡi trâu cày đến trăm ngàn kiếp, lời thầy không quên nang. Vì như bị ba thiên đạo kiếm khám thân này đâm chém phanh thay, hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp, lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cứ bị chặt phân chia ra muôn đoạn ra đời, đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên anh. Đừng nan kiền thiền đánh lễ cầu tế tôn đằng để hiểu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh về bề phung tùng chuyên tinh tu hành. Phần mới bảo a nan nên biết quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên bảo hiếu mẹ cha cũng là ân trong thần là chân kinh nam.
các người phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi phận rời đành ranh, bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui. Thầy một lòng vẫn theo lời Phật ấy, và kinh thành tinh chân vẹn tuyên ấy, đồng nhau trở lại phần tiền. Nhưng tâm đánh lễ rồi liền lui ra. Bán nhà Ba La Mật đã tâm kinh, tâm trí tuệ thanh thanh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng vỡn mây trần. Lâu lâu một tâm thiên chân, bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vẫn tâm mấy lần trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đăng, hàng Bồ Tát danh quán từ tại, khi tham thiền vô ngại đến trong mang. Thâm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tân ca không chi khổ anh. Trong thức tâm hiền cảnh sắc ra, sẵn công chung ở một nhà, không chẳng kháng sẵn sẵn nào khác không. Ấy ấy sẵn tương cũng đồng, không tương không tương y như tường sắc kia. Thủ tướng hành thân phận chia cũng lại như vậy, cũng về chân không. Tòa sân tướng nhân ông tạm đó, ca pháp kia tướng nó luôn trần. Chẳng sanh chẳng dân thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, thế lão lão vô ngài thượng chân, vốn không ngũ quân âm thần, sao căn chẳng có sao trần cùng không mây. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cùng không mê. Tánh công sáng suốt đại đồng, mây vô minh chẳng có mưa hồng hết chim. Vẫn không có thân gì già trên, uống chi là hình trên già sao. Tư đế cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đăng chi. Do vô sở đăng lễ tăng cả nhân pháp kia đều xa nhị không, vẫn lòng tri huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quái ngài có chi cùng bó. Từng xa lìa mộng tướng đáo điên, an tâm không rõ ráo chủ viên. Niên bàn quái
chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật Y Đàn Bát Nhã Đa Bồ Đề chứng quả chánh chân, cho hai bát nhã là hơn pháp môn tội thắng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh trí đại lưng, thiệt thần chú đúng bực quang minh, ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú vô đẳng thanh thanh oai thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ thân tình lòng giang ngộ vô sơ, thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đệ yên đệ bà la yên đệ bà la thần, yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ yên đệ bà la yên đệ bà la thần, yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ yên đệ bà la yên đệ bà la thần, yên đệ bồ đề tăng bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điền Già Tha Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tha Đa Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lạng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lạng Đa Già Di Nì Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ham. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Rì Đô Bà Tỳ A Di Rì Đà Tha Đàm Bà Tỳ A Di Rì Đà Tỳ Ca Lan Đen A Di Rì Đà Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nì Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điền Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tha Đa Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Đà Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Chúng thánh tử kiền thiền xưng tán ai đứng Di Đà vô hạn lợi sanh bốn mười tám nguyện viên thành, hiện ra tướng tôn sắc thân tuyên vời. Kim sắc tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chẳng bậc sánh bằng. Bành hào hiện hiện phong quang xoay vần chiếu sáng di sang năm tòa. Cầm thân nhãn thấy xa vô ngại, sáng trong ngần tứ đại hải dương, hào quang hóa Phật không lường, hóa chung Bồ Tát số đường hằng hà. Độ chúng sanh liên hóa chính phẩm, mê nương lãng ban là
cảnh Tây phương ấy chỉ thành thâm niệm chiếu chương hiện tiền thanh chúng dẫn đường quán sanh. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tín nhân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Đệ tử chúng con ấy vâng lời Phật dạy ngày rằm tháng bái gấm hồi Vu Lan ấy Phạm Vũ Huy Hoàng đồ hương đánh lễ làm con thảo ơi lòng càng ao não nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành mẹ dạy đau khổ ơi ba năm nhủ bộ ơi chính tháng cưu mang không ngưng lo chẳng quán yêu già sanh nhai làm lộ ấy quy cùng hoàng vỗ phấn đấu nuôi con ấy giáo dục vuông tròn đem đường hồng đạo đệ tử ơn sâu chưa bao hổ phận kém hèn giờ này quỳ trước đài sen ngay chỉ thành cung kính anh đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa tự tư hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên rút
mẫn hộ niệm cho em. Bài kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp, còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì. Đã qua đời án đạo xa lìa, trong thành Phật quả còn hư không mây từ bi gia hồn. Phong kinh công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước dài hồi hướng, ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh. Tông vạn vô lượng quang Phật sáng, ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chư minh liệu, vô nguyện tội chưa tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cử phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bận thôi Bồ Tát vì bàn lữ, nguyện dĩ thử công đức vô cảm tự quy Phật ấy, đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo pháp vô thượng ấy tâm. Tự quy Pháp ấy, đương nguyện chúng sanh kinh tạng trí huệ như hai. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng những công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh để